Thưa quý vị, thời gian gần đây, nhiều người dân thích thú khi đàn cò ốc hàng ngàn con tìm đến cánh đồng thuộc xã Tân Nghĩa, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp kiếm ăn. Chúng diệt ốc bưu vàng giúp nông dân nên được chủ ruộng yêu quý. Chương trình hôm nay mời quý vị và các bạn cùng về cánh đồng ở xã Tân Nghĩa để chiêm ngưỡng cảnh tượng thiên nhiên vô cùng ấn tượng này. Đàn cò ốc bay rợp trời trên ruộng lúa mới xạ xanh mướt. Khung cảnh bình yên này ngay tại xã Tân Nghĩa, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Đàn chim trời xà xuống ruộng lúa, tìm bắt ốc bưu vàng, loài sinh vật phá hoại lúa của chủ ruộng. Bà con nông dân rất vui mừng. Nó cỡ nào mà có ốc nhiều nó mới về. Có nước là lúa nhỏ này là nó về. Về nó ăn ốc vài bữa đi hết rồi. Đông về đó dữ dằn lắm, nếu mà nó chịu xuống cái là cỡ chừng mười mấy hai chục cân là đang đặt nghẹt luôn đó. Đãi xuống dưới đó dữ lắm rồi. Đó, nó là nó ăn ban ốc hay lắm. Hết nó là quất là ốc bự là hết đó. Ốc con mới sót thôi chứ ốc bự là quất hết trơn. Nó bỏ vỏ bỏ trứng, nó ăn chỉ cái phần thịt không à. Có số thì ở Gấu Vòng nè, có số ở Tâm Nông không chừng. Thường nó có cái nước là nó xuống nó bự vậy chứ nó đi nó không có quần lúa. Nhỏ nó không biết thì cầm ná nó bắn bậy chơi chứ còn lớn nói chung không ai làm gì nó, không ai bắt. Nó nằm cái dạng cũng thằng quý đó. Cò ốc còn gọi là cò nhạn, loài chim quý nằm trong sách đỏ Việt Nam. Cao từ 68 đến 81 cm. Chân đỏ, mỏ rất to, màu trắng, riêng phần viền cánh, hông và đuôi màu đen. Chúng thường định cư ở vườn quốc gia Tràm Chim, huyện Tam Nông và khu du lịch sinh thái Gáo Dòng, huyện Cao Lãnh. Lâu lắm rồi, nó trên nông trường á, chứ đâu đây mà tại đi ăn nó chiều nó về. Chiều về trên. Ăn ốc, chứ gọi là cò ốc đó, ăn con ốc nó khôn nó ăn nó bỏ trứng đỏ đỏ lại hết. Nó ở đây nó lâu lâu đảo ra đảo vô chỗ nào có ốc thì nó đi đảo quan quận vậy. Nó đi thằng lượt miếng nào đi qua rồi đi chỗ khác. Chim cò bay rợp bầu trời, báo hiệu môi trường trong lành, sự cân bằng trong hệ sinh thái. Dùng thiên địch, diệt sâu hại cũng là cách bảo vệ môi trường, thay cho các biện pháp thuốc hóa học, vốn độc hại cho cả sinh vật và loài người.